Vì cuộc sống lúc trẻ con không thể nuôi nổi con cái, con có bỏ đi hai đứa con, nghĩa là mình phá đó. Vậy bây giờ con phải làm gì? Thật sự ra trong cuộc sống hàng ngày thì nó có những hoàn cảnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chúng ta cũng khó định tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mình thấy điều đó mình làm đã sai thì bây giờ mình phải sám hối thôi. Và nếu có cơ hội khuyên ai đó đừng có lặp lại cái việc làm của mình, cái mình có thể làm được là mình có thể nhắc nhở những người thế hệ bằng mình, sau mình, hãy cẩn thận đừng làm những điều để rồi khổ đau giống mình. Đó là cái cách mà mình sám hối. Chứ mình làm gì được như mấy đứa nhỏ bây giờ. Nhưng mà cái cách phục thiện tốt nhất là đi rao giảng trở lại những điều khổ đau khi làm việc đó. Cũng giống như nước Mỹ và nước Canada đó, có những người họ ghiền rượu, ghiền xì ke, ma túy. Sau khi họ đi vào những trung tâm cải huấn, họ đã tốt rồi thì họ đi làm lại một cái việc là họ đi khuyên trở lại những đứa nhỏ đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên á, Pháp Hòa mời những người đó lên để nói chuyện. Tại vì chính những người đó là những người đã bị ghiền, đã bị đau khổ, và bây giờ những người đó đã vượt lên bằng cách nào thì những người đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với các em. Đó là cái cách họ sám hối chứ gì đâu. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, nghĩa là giây phút này mình tâm tịnh tịnh rồi thì những tội lỗi về sau nó sẽ được tiêu. Cái sau nha, thì nó phối hợp với tội mà tiêu, tâm mà tịnh. Nhớ rằng tội cũng là tạm mà tâm tịnh cũng là tạm. Thải điều không. Khi mình đã sạch rồi thì đừng bao giờ cười những người dơ, vì mình đã từng dơ. Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắc, gọi là tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Như vậy mới gọi là chân sám hối. Rất nhiều thanh niên, rất nhiều thiếu nữ đã làm sai bằng nhiều kiểu nhiều cách. Nhưng không lẽ cuộc đời này ai sai ai quấy mình cũng đều đẩy họ ra sao? Hãy cho họ cơ hội làm lành, làm thiện. Có những người ngày xưa 20 năm đầu dụng thân trật, khi hiểu đạo rồi cuộc đời còn lại dụng thân cho đúng. Mà dụng thân cho đúng là sám hối, đúng theo phương pháp của Phật. Kinh diệt tội trường thọ và thần chú bảo hộ hài nhi. Thì cái nội dung kinh này á, là nói về cái sự lỗi lầm sai quấy của những người nữ phát và phát tâm sám hối, cũng như là để bảo hộ những, nếu mình có mang mà gặp lúc con mình hay là cái thai nhi đó có những cái khổ nạn thì mình nhờ cái thần lực của bài thần chú này mà chúng ta trì tụng. Đó là cái nội dung. Thì đại ý là cái kinh, cái nội chính là như thế này. Trong kinh kể là một câu chuyện, kể rằng một hôm đó đại chúng vân tập thì có nhiều cái thắc mắc về tại sao con người có người sống thọ, có người chết yểu. Thì lúc đó Ngài Văn Thù Sư Lợi biết được tâm niệm của mỗi người, cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi Phật lý do. Thì Phật mới kể lại một cái tiền kiếp trong thời quá khứ, vào thời của một đức Phật. Vị Phật này có tên là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai. Phổ Quang tức là ánh sáng cùng khắp, chánh kiến tức là cái thấy đúng đắn. Thay vì tà kiến thì là chánh kiến, tức là đức Phật này có cái thấy đúng đắn cùng khắp, cho nên gọi là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai. Thì có một người nữ tên là Điên Đảo. Ưu bà Di này tên là Điên Đảo. Và có một cái lỗi là khi có mang thai rồi bà phá thai. Thì lúc đó Phật mới nói theo cái tinh thần của bản kinh này á, thì ở đời có 5 cái tội lớn. Một là giết cha, 2 là giết mẹ, 3 là giết một thai nhi,
bốn là làm thân Phật ra máu, năm là phá hòa hợp tăng. Cái đó là theo cái tinh thần bản kinh này thì mình mới highlight, tô đậm cái chỗ gọi là phá thai nhi. Thay vì tội ngũ nghịch á, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Nhưng mà trong bản kinh này thì phá thai nhi, nếu giết cha, giết mẹ, giết một thai nhi. Thì cái bà nữ cư sĩ này tên là Điên Đảo. Thì khi mà bà hối hận như vậy đó, thì Đức Phật mới dạy cho bà, dạy cho bà cái lý 12 nhân duyên. Và sau đó bà bừng tỉnh và bà còn tu tập, và Đức Phật còn dạy bà thêm 6 ba la mật.